1, 2, 1, 2, 3. Hello cả nhà, hôm nay kênh YouTube Hồng Nam Bộ là có ba mẹ Việt Nam qua và hôm nay làm Hồng Nam Bộ cả nhà. Hôm nay mời gia đình mình lên, mời hai vợ chồng mình lên nhà dự buổi tiệc nhỏ nhỏ mừng ba mẹ Việt Nam quá. Thì hôm nay thì có con cháu mình nó chở, có đứa cháu mình nó chở đi, con của Nick Chu Thủy chở đi. Tại vì đoạn đường từ nhà mình lên tới đó là nó tới gần một tiếng hồ rồi cả nhà. Mình thì chiều mình nhậu mình không có chạy xe gì được nên con cháu chở đi. Và ngồi sau lưng là bà chủ kênh. Rồi mà vợ chồng mình với đứa cháu mời cả nhà mình cùng đồng hành hết cả nhà. Rồi xin cả nhà cho một like, một comment, một chia sẻ nha. Và cùng đồng hành mình coi cuộc sống bên Mỹ mình và ba mẹ của bạn mình ở Việt Nam qua đây làm nghề gì và làm sao. Rồi cảm ơn cả nhà. Đây cả nhà ơi, sau thời gian tới thì bà chủ nhà ra đón. Ra đây em. Quá đẹp luôn, rồi chạy gì luôn. Cảm ơn nhiều nha. Trời ơi, thương quá. Đi thẳng vô trong luôn. Nhà nó đúng nhầm. Trời ơi, cảm ơn. Con cười đó. Thẳng vô trong đó. Nhà nó đó. Nhà là mình sống theo cư Mỹ mà. Đây nhà này, ok. Đây cả nhà ơi, sau một tiếng đồng hồ chạy xe thì đã tới nhà của bà chủ đây, Mộc Tra. Hello. Hello anh Tony, hello chị. Đây là kênh của Hồng Nông Bộ. Cầm cờ để đón cái gì? Và đây là cái cảnh nhà của cô Mộc Tra đây, rất là dễ thương, rất là đẹp. Ok, giờ mình vô. Đây, và chuẩn bị mình vào và tới. Em ơi, không được đâu. Nè nè nè. Đây. 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 Lên xuống giường. Tới nhà của em gái Hồng Non Bộ. Đây, rất là đẹp. Khung cảnh đẹp quá cả nhà ơi. Đẹp quá. Hai chị. Dạ không, tại vì đi trễ. Hello anh. Làm đẹp quá, cảnh đẹp quá trời luôn. Hello. Dạ, good, thank you. Đây. Người đẹp. Đây. Đây là Hồng Nam Bộ cả nhà. Đây là chủ kênh của Hồng Nam Bộ ngồi đây đó, cả nhà nhớ ủng hộ Hồng Nam Bộ nhé. Và đây là mấy người bạn của mình. Đây là Mộc Trà. Mai mốt Mộc Trà lên kênh luôn nè Mộc Trà ơi. Và đồ ăn là gồm có những cái món này rất là ngon. Còn ai đúng em? Tôm chiên bột. Đó rồi hả? Có tới không biết gì mà mình nhờ như đó đó. Nó chở đi dùm quá. Trời ơi, tiền ăn nó lắm đó. Nó không lên đó.
ông cho ông chủ nhà ở đây người Pháp nha cả nhà. Dân hay mua khô á, cái bỏ vô cái. Đây là ba mẹ của Mập Ca, cũng là kênh Hòn Đông Bộ cả nhà. Đây còn khung cảnh đây rất là đẹp đây. À, nó đâu có dịp lên đây mình mới mua được. Anh chị qua Mỹ thì làm những cái Hòn Đông Bộ rất là đẹp đấy cả nhà. À, ở bên Mỹ này ít có ai có Hòn Đông Bộ giống vậy. Thì từ tay anh của anh chị là quá đẹp luôn. Cả nhà thấy không, có nước chảy rồi này kia. Ở đây gọi là núi Tam Sơn. Khung cảnh rất là đẹp. Đây có mấy cái chòi tranh này là làm bằng dây ni lông. Anh này là nghề nhân đó cả nhà, bằng dây ni lông. Và dưới đây có mấy cái bực gỗ, giả gỗ bằng xi măng đó. Rất là đẹp luôn. Ở đây còn có một bức ảnh để chụp, một bức tranh để được chụp hình tự sướng. Đó. Và đây là một cái Hòn Đông Bộ nhỏ, một cái suối nhỏ mà chưa bơm nước phải không em? Tại vì đang đợi cái máy về, chưa cái máy về trễ quá nên hôm nay không có nước chảy được. Vậy hả? Cái suối là nước chảy từ trên đó chảy xuống đó mà hôm nay chưa có máy. Bước qua đây được không? Được, đi lên cầu luôn. Đó là cầu đi qua đó. Không có gì, anh bước lên anh lượm mấy đồng tiền vàng. Cái cầu dừa gì đó. Quá trời mới đồng tiền vàng luôn nè. Đó cả nhà ơi, thì hôm nay là kênh Hòn Đông Bộ là muốn nhà ý là tặng mình một cái hòn nhỏ nha. Ủa em tặng? Dạ, yeah, tặng cái này anh. Đẹp quá. Cái này là ok nhất luôn rồi, là anh đẹp nhất luôn rồi. Anh tặng cho mình cái đẹp nhất luôn. Vậy là gì chi là bao nhiêu hòn ta? À, quá. Cái này nhỏ có đẹp quá ha. Đó là ở Vịnh Hạ Long, đó là hai gà. Đó là cảnh của Vịnh Hạ Long rồi. Cảnh Vịnh Hạ Long đúng rồi, cảnh thiệt luôn đúng không anh? Cảnh Hạ Long luôn. Theo mẫu của cảnh Vịnh Hạ Long. Hồi đó anh đi học nghề này, để em phỏng vấn anh chút nha. Hồi đó anh đi học nghề này có lâu không? Cái đó là đam mê rồi tự làm chứ không có sư phụ. À, đam mê tự làm. Ủa vậy là anh không có học luôn hả? Không học, rồi sau này biết làm được rồi mấy đầu mới đi đào tạo. À, vậy là anh có năng khiếu đúng không? Rồi có bằng của cấp tỉnh rồi. Dạ. Yeah. Quá trời đẹp luôn. Sao mới đi thi á, làm tiểu cảnh mình đi thi. Dạ. Yeah. Tại vì bên đây nó có thiếu những cái đồ mà mình mua những cái đồ mà chùa chiền mình gắn vô. Phải biết lúc trước ở Việt Nam anh mua mới qua là ok. Không, năm tới hôm qua. Dạ. Yeah. Bán nhiều mẫu đẹp. Ủa giờ nào anh về nữa? Tháng 11 về bển, tháng 5 năm tới qua. Dạ. Yeah. Quá trời đẹp luôn. Quá trời, mai mốt chứ lên học nghề anh quá. Được chứ? Thì anh có năng khiếu rồi thì vậy. Ờ, mình có năng khiếu. Đóng lại chút là anh làm được rồi. Dạ, mình có năng khiếu. Ok, và bây giờ mình cho cả nhà mình tham quan cái thác nước của ông chủ kênh Hòn Đông Bộ, ông ấy làm. Thì rất là đẹp ạ. Ờ ha. Rồi anh giới thiệu cho cả nhà mình coi. Đây là cái thác nước này, cái tên nó là thác nước là Mộng Mơ. Dạ, Mộng Mơ. Những người mà chưa có là thường tôi mở Mộng Mơ là nó đó. Đây là cái tre này nguồn gốc của Việt Nam mà nó qua bên Mỹ thì nó bị gì cái khí hậu này nó lạnh á thì nó hơi lớn. Ừ. Còn cái này là của Việt Nam là cái trúc kiển á. Mà qua bên Mỹ nó thành cái trúc rồi. Cái trúc. Nhưng mà ở Việt Nam là thiệt, còn qua đây là nó thành những cái cây bằng xi măng. Cái khí lạnh luôn luôn là không lớn cây đó. Mà xi măng mà làm vậy là quá đẹp. Đây, nhưng mà trong cái xuống này thì có những cây là rau cai nè, rau chóc nè, rau yeah. Bông súng nè, nó hay là cây dạ yeah, có bông súng luôn. Là cây gì? Cây gì mà ăn trị bệnh nhất là cây quá trời xuống, quá trời đẹp luôn. Đây mình coi quay cận cảnh cho cả nhà mình coi nha. Cả nhà thông cảm bởi vì cái máy đó chưa có mùa rơi sáu tháng này. Yeah. Nên... 6 tháng chơi Hòn Đông Bộ với lại cầu này kia, 6 tháng là ấy. À, và bữa tiệc hôm nay cũng có bánh pizza nữa, pizza. Bên Mỹ này người ta ăn tiệc ta hay để bánh pizza nè. Này, món đồ pizza của nước nào vậy?
Mỹ phải không? Của Mỹ anh. Ờ. Này ngon lắm. Rất là ngon. Wow. Ừ. Mấy này có nhân ngon, em khoái ăn có nhân. Cái này là đủ đủ kiểu hết ha. Ừ. Anh coi vậy chứ anh ăn không nhiều bởi nó không ngon. Em tới em đưa em bỏ cái mặt cho anh coi đều không? Để đi chơi chứ. Đây là vũ điệu Hawaii. Hawaii. Đây cái nhà ơi. Wow, sát cái đầu dưới chút xíu. Oh. Ok, cảm ơn. Qua đợt nữa mới được, thêm người nữa. Đúng rồi. Hai cả nhà, thì hôm nay có gia đình anh Tony với lại chị Kim Phạm đến chơi. Hôm nay em rất là vui luôn á, cảm ơn rất là nhiều luôn á. Cảm ơn cả nhà và với lại cả nhà ủng hộ cho kênh chị Kim Phạm với anh Tony ha. Thank you very much. Rồi, thank you, mặt trời rất là nhiều ạ. Và bây giờ mình lại tới mình quay những cái bông trong trống. Thì ở đây là bé mập trà cũng thích thiết kế những cái đồ chơi xung quanh nhà giống vậy nè cả nhà. Quanh gốc cây mà có những cái trong trống rất là đẹp. Đó cả nhà thấy không? Đây là khung cảnh đang ăn tiệc. Ở đây thì có thiết kế em cái cầu thang này ba làm luôn hả? Ba làm hết luôn đó. Wow, có thiết kế một cái cầu tuột rất là dễ thương. Đây là đóng bằng gỗ hết cả nhà. Mang cái nón lá cho đỡ nhớ Việt Nam hay gì? Tất cả những ý tưởng đây là đều của ba em hết. À. Đợi nón vàng nón bạc đi mần phải có cái nón đó. Dạ. Cái ghế, ủa cái ghế ba đóng luôn hả? Thì mua nhưng mà sơn, ba sơn. Mỗi năm em sẽ sơn một màu. Ừ. Quá đẹp luôn. Đây là cái cầu tuột. Cái xích đu cũng ý tưởng của ba em á. Xích đu đâu em? Xích đu mà chụp hình trong ảo này nè. À, đâu leo lên đi, leo lên đi. Mẹ đu rít nó sệ luôn rồi, nó tới thấp dưới đất luôn rồi. Ý tưởng của ba. Đó, thêm một trà lên đu. Giá vụ xích đu chụp hình trong ảo. Quá đẹp luôn. Ở trên cây còn có mấy cái dù treo treo. Mấy cái dù thì ý tưởng của em. Gì hả? Em cho nó nằm ngửa riết thì lá nó dính đầy trên luôn rồi. À. Nhưng mà em cho mấy cái dù lên đây thì tối dơi nó sẽ núp lên đó. làm tỏi cho dơ. Cái này hồi nãy anh tưởng tranh anh tưởng rơm chứ. Không phải rơm. Cái đó không phải rơm. Là bằng ni lông. Mà nhìn giống rơm nha. Ừ. Ý tưởng nó giống như hồng rơm mũi né vậy đó. Còn ý tưởng của anh là để con bé này ngồi đóng phim nè. Đó cả nhà. Nó dây căng ý tưởng của ba luôn á, giống như hội xuân Việt Nam á. Ờ. Hơi chở. Ê mai mốt anh Tết này nè, Tết này làm cái sân khấu ở đây cây lô tô đi. Cây lô tô đấy hả? Làm sân khấu vừa ấy vừa cây lô tô. Nhưng mà Tết đi ra ngoài chỗ đốt củi. À đây hả? Ừ. Ở đây có một chỗ đốt củi rất là đẹp. Sân rộng quá ha. Củi đốt hoài không hết luôn anh ơi. Ừ. Củi này mình mua đúng không? Không, củi này vườn nhà luôn á. Ở vườn nhà hả? Chắc cây ở dưới mình đốn á, cây nó già đó mình đốn bỏ đây. Đây là phía sau căn nhà. Đây còn có hồ bơi nữa cả nhà. Hồ bơi rất là trong. Đất đây quá rộng luôn, quá rộng và quá đẹp. Chưa có làm nhưng mà mốt làm. Đâu anh Quang coi, lúc trước em có nói cái nhà này đúng không? Chưa có thời gian làm luôn á. Ồ, thôi để từ từ ba nghỉ đi, ông mới qua mà kêu ông làm lung lung. Chị Hương, chị thấy rừng bên bản không? Lúc em về là cái khu đất chỗ này là y chang bản luôn. Ở đó là chuẩn bị làm cái nhà mà cái nhà để nghỉ mát ăn nhậu. Đất bên đó gần đó của bên kia mà. Thì nó hồi lúc mới mua nhà. Đúng rồi. Bay làm nó quá trời đẹp luôn, ở đây đất quá rộng luôn cả nhà. Mà em làm hết trơn luôn á. Em có chạy
Và sau một hồi nhậu ở nhà bạn thì cũng có bạn mình về trước. Lấy đi bà Hương về làm giống. Quay nó có già đâu mà làm giống nó già cái để cho nó khô. Gửi cho mình nắng nó khô. Khô mà có hộp nó có già không có làm giống được. Chị Hương bầu dài con này bầu luôn à. Ừ. Bầu dài. Cái đó là già rồi đó. Cái trái nó là nó già rồi. Đi ra. Ê, trái nó già. Thôi về về đi về đi. Thôi bye bye, bye bye khán giả cái gì nè. Hương. Nói chung tay mình hơi dốt chữ. Nè. Biết chữ nữa, không biết đường đi. Bye bye khán giả cái gì nè. Bye bye. Ông chào. Dạ ok. Đi. Một em. Không còn muốn ngồi hoài. Dạ dạ em về, dạ dạ em chị về vui vẻ. Hen. Bye bye anh chị, anh chị rất nhiều. Bye baby nha. Không gì, không gì lòng hả? Ừ, cắm đầu đó đi, cắm đầu đi ông. Vậy bay, chưa bay ông. Bye bye mọi người, bye bye mọi người, cảm ơn. Rồi, ok, cảm về ơn mẹ. À, về đi, về đi, về đi. Lát mình về sao? Rồi, cả nhà ơi, cũng có hai vị khách về rồi. Chào, mà hồi nãy cũng có mấy người Mỹ với mấy người Pháp ra nhậu đây, thấy về hết rồi. Giờ chỉ còn vợ chồng mình thôi, vào một cái chiến trường đầy rẫy. Coi như là một chiến trường đổ vỡ ha. An dạ. Nhậu hết rồi còn một chiến trường như đầy rẫy luôn nè. Về mạnh khỏe nha. Dạ em ở đây ngủ luôn. Ngủ luôn. Ngủ luôn. Tối nay ở đây ngủ luôn nha An. Ở đây còn 4 phòng nữa. Trời ơi nhiều. Cho ông bà ông phòng bà ông phòng. Dạ. Không không được, không được đâu, ngủ chung. Ngủ chung. Có ngủ chung phải có cái đăng ký kết hôn tôi cho ngủ chung nha. Đăng ký kết hôn xé rồi. Xé rồi chứ ngủ riêng. Rồi về đi bạn Hiền. Let's go. See you again. Thank you. Bye bye, bye bye. See you. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, người đẹp. Bye. Rồi về đi. Vậy là có một con nhạn la đà rồi, cả nhà về rồi. Thôi bây giờ mình cũng xin bye bye. Chắc chắc mình xin bye bye cả nhà luôn nha. Và bây giờ thì cũng kết thúc rồi ha cả nhà. Mình xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và bây giờ là gia đình của Mộc Trà Boston và anh Hoàng Nam Bộ. Đây là kênh của anh Hoàng Nam Bộ. Đó, anh Hoàng Nam Bộ đó. Xin cả nhà mình ủng hộ kênh Hoàng Nam Bộ, kênh Tân Thủy và kênh Kim Phạm Boston. Rồi em cảm ơn cả nhà cái dạ, thôi. Kênh của em là kênh Hoàng Non Bộ Boston. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã ủng hộ kênh cho gia đình em. Và cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh cho anh Tony Thủy và chị Kim Phạm Boston. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. I love you. Bực bực. Đó, đây là mẹ của bé Mộc Trà mới qua đây. Thì mai mốt Mộc Trà sẽ ra một cái kênh là tên Mộc Trà Boston nữa. Xin mời cả nhà mình cùng đón xem và thưởng thức ạ. Rồi giờ tới Kim Phạm nói cảm gì đây? Cả nhà mình đã xem cái clip này. Hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Cho em một cái like và một chia sẻ.
Rồi bỏ một đăng ký nha cả nhà. Tôi thấy nhiều cả nhà. Hẹn gặp lại.